Rồi xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào bạn nhá. Xin giới thiệu với tất cả mọi người. Hôm nay là có hai em rất là mới. Đây là em Vàng Thắm, em này là em Xìn. Đây là hai fan hâm mộ của John. Hôm nay là đến chơi với John các bạn ạ. Hôm nay là Vàng Hoa nữa và bên kia là Lữ. Sẽ đưa hai em đi trải nghiệm trong rừng, đi hái măng các bạn nhé. Mời tất cả các bạn đi cùng mình nhá. Hai em Xìn và em Vàng Thắm là cũng là người Mông. Hai em là fan hâm mộ của Vàng Hoa với John rất là lâu rồi. Hôm nay sẽ đi cùng John đi vào rừng trải nghiệm. Hiện tại John đang đi qua một cái nương lúa nhé. Đây là nương lúa của người dân ở đây. Lúa rất là to, nhưng mà nhiều cỏ lắm các bạn ạ. John trồng như này nếu không làm sớm thì còn ế cỏ luôn, thì sẽ mất mùa đấy các bạn. Chuối ở đây thì chín rất nhiều. Em Xìn thì đang cầm chuối đi, tí nữa đói thì ăn nhá em nhá. Đói nó chia cho mọi người hai quả được không? Đúng. A Lử hôm nay là cũng ở đây thì thuộc hết rừng ở đây rồi. A Lử đi rừng, chuyên đi rừng. Hôm nay A Lử sẽ là dẫn đầu đưa cái phái đoàn này đi trải nghiệm. Có. U nhờ, bên này có cái nấm gì ấy. Vàng Hoa vừa phát hiện ở đây có cái nấm gì này. Nhìn rất đẹp nhưng mà chắc là không ăn được. Con này là con sâu măng các bạn ạ. Ôi cảm ơn con. Từ chạy đòn nó đấy. Cẩn thận. Đây chị lấy cho. Cẩn thận chặt vào đấy nhé. To mà. Ui bắt con này, em thích bắt con này, em bắt con này. Đâu. Đây, hết chưa nhỉ? Ui nó to con. Con này mới là to này. Ui nhiều con bé lắm. Có. Em Vàng Hoa đưa anh xem nào. Nhưng con sâu, sâu đào nhỉ? Sâu măng. Sâu măng. Đây là con voi hay là con sâu? Con voi thôi, không phải con sâu đâu. Để em tìm cái khác. Em không biết con sâu với con voi. Nhầm măng. Em Vàng Thắm dám ăn con đấy không? Em có mà. À. Để em tìm. Thắm ơi. Dạ. Ở dưới kia có một cái sao em. Đâu, ở trong cùi vẫn còn một cái nữa. Một con ram. Bây giờ mọi người mới vào rừng nhưng mà đã tìm thấy rất nhiều cái điều rất là mà hay nhé các bác nhé. Cái này ăn được không nhỉ? Cây đấy cao quá chắc là đắng. Đây là rừng tre vầu các bạn ạ. Đây, mọi người đang tìm con sâu măng. Con sâu măng thì có thể mang về xào ăn rất là ngon. Anh cứ bổ đi để em đi xem sách cho. Đây rồi các bạn. Đây là cây rau bò khai nhé. Cây này ra mầm rất là non. Đây là cây rau bò khai. Vậy nấu canh ăn rất là ngon. Em Thắm cẩn thận lạc đường đấy nhá. Em ơi sang đây đi. Em phải xem cái cây ngọn nào mà nó vàng ấy thì nó mới có. Cây măng nó bị vàng ngọn ấy và nó cũng phải có lối kiểu như là nó không có con sâu nó đục vào đấy thì nó mới có được. Có gì đâu, em cứ thấy măng là em chặt luôn. Có thì măng là chặt thì phải sợ của chị đấy. John vừa phát hiện ra cây này là cây sâm cao nhé các bạn nhé. John ơi, anh sao John, nhiều sâu khổng lồ nè mọi người ơi, to nhất từng có không? Trên đây có cái đèn, tí nó chén vào rồi.
Ăn được không có? Ô, đúng rồi. Bắt đầu tí. Các bạn ơi, rất là nhiều sâu. Tối nay là sẽ được một bữa đấy. Hai con này. Con đây mà rơi đâu rồi? Đó, á lửa vừa ném cho em vàng hoa một con đấy. Ừ, hai con hoa đấy rồi. Á lửa vừa ném một con đấy. Vâng, em nhặt rồi. Vừa ném được không? Vừa ném một con nên nó nhặt đâu. Ở đâu nhỉ? Ném vào đâu rồi? À, trong ống tre cả. Đang mải với em Thắng. Hai chị em đang dình xem là có con nào to hơn. Á lửa đang bổ con đấy là có đấy. Có đấy. Đấy, sâu sâu nó ăn từ dưới gốc này ăn đến lên trên ngọn. Mới thì không có nhỉ? Nhẹ nhàng luôn rồi, không vào. Ra rồi lá. Chưa, bình tĩnh. Ra rồi. Ôi. Trên nữa. Hết rồi. Từ đâu vào mới ăn mới thế mà nhỉ? Ăn mới thế thì đâu nhỉ? À. Nó ở phần dưới này, nó ăn từ trên xuống. Phải đâu đó. Đấy. Nó ở đằng sau này. Xem đó, đằng sau là từ đây rồi còn gì nữa. Ôi đây. Nó ra rồi. Thu hoạch khá nhiều đấy các bạn. Đây. Cái này bóc. Cái này mang về ăn. Bóc của em cho mà. Ủa. Đợi này. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Hết rồi à? Hết rồi. Đang 4 bộ nữa phải không? Đang bon. Đây là hai vợ chồng chủ tiệm của salon tóc lớn nhất Tuyên Quang nhé các bạn nhé. John vừa được biết là như vậy. Quán cà phê nè. Cà phê, trà sữa này, salon tóc này. Tuổi trẻ nhưng mà rất là nhiều nghị lực, rất là ý chí. Cái này chắc là con to đấy. Nó hay ở cái ngọn ấy, vì cái ngọn là nó có nhiều lá hơn. Có kìa. Thấy phân nó rồi. Phải ở nó trên này này. Ừ. Chắc chắn là đoạn ngọn đâu. Em thắm trước hôm khi này. Làm chủ rửa tiệm salon tóc thì em có hay đi rừng không em? Em có. Chắc là thời còn nhỏ chắc cũng hay đi đúng không? Đúng rồi anh ơi. Đoạn mà em chưa đoạn trên ngọn này chị nghĩ là nó nhiều em lắm. Em chưa mất sâu như này bao giờ luôn. Hôm nay là lần đầu tiên em đi lên. Cho em trải nghiệm chị không phải làm. Con đấy chạy rồi. Con đấy đi rồi. Hôm nay chị chỉ có cầm ống đi theo em thôi. Thu hoạch đâu. Đây lại thêm một cây sâm cao nữa các bạn. Á lửa ơi. Hộ ra nhổ cây sâm cao này xem có củ không. Đứng ở phía dưới. Xem có không nhá. Cây sâm cao này có tác dụng rất là lớn. Nguồn thảo dược hoặc là ngâm và hoặc là đun nước uống nhé các bạn. Nước uống mang về hầm thịt gà cũng được mà. À thưa. Nói gì mà hay mang về hầm thịt đây, gà. Thử lấy cái củ này không là ăn nào. Bỏ vỏ đi. Lấy dao đâu. Không có. Ngọt lắm. Cắt ra. Ngọt. Ngon mà. Này khăn nước cũng làm nước uống được ạ. Đi nhỉ. Cho mình đi nhỉ. Có nhiều không em? Ba con một gốc luôn. Ba bốn con. Rồi, nhiều nhờ. Nhặt em ơi, thắm ơi nhặt vào xoay cầm. Vậy thì lửa đi tìm một cái ống tre để đi. Hello mọi người. Có nhiều đấy. Ủa con đấy to nhờ. Nè. Còn rồi. Còn nó còn nữa. Đây còn. Sợ nhờ. Ôi. Còn một con nữa đây các bạn. Đây. Hết chưa nhỉ? Từ xem lại cho nó ở trên ngọn. Cho nào em. Em sợ nó chạy ra ngoài. Được tía tía thủ ống tre ở bên thị được không? Hết rồi. Tẹo. Tăng. Ôi, còn một con thế này. Ôi, phải nhưng không? Mà nó bị con giòi ăn thì sao ấy. Ừ, có một số. Thì đâu nhỉ? Ôi nhỉ, sao con giòi này lại biết ăn con này nhỉ? Có, chắc là nó bị chết rồi, chỉ là giòi mới ăn. Các bạn ạ, những cái chồi măng này khi nó lên cao ấy thì sẽ có những con sâu măng đến
đến là đục và đẻ trứng vào đấy, sau sẽ tạo ra cái con sâu kiểu ấu trùng ấy. Rồi bóc luôn đi em. Cảm nhận của em vào hoa vàng thắm lần đầu vào rừng như nào ạ? Vui quá mọi người ơi. Kiểu cái mới lạ đúng không? Trời ơi, mệt nhưng mà vui. Cốc cốc cốc. Con cốc mệt rồi. Có không ăn lửa ơi? Có một con này. Được bữa đấy nhờ, cố gắng kiếm lấy một bữa nha. To nhờ. Cẩn thận chặt vào đấy. Đây nhỉ. Mọi người ơi, vui quá trời quá đất. Thích quá. Đẹp nhờ. To rồi đấy, vui con này to. Để em xem trong này quấn. Vui đấy nhỉ, mai em lại lên tiếp. Em thắm có duyên đấy. Vui thế nhỉ? Đi đi. Đây đây là một cây măng đây. Măng bầu này rất là đắng các bạn. Măng này khi mà còn ở dưới lòng đất ấy thì là ăn rất là ngọt. Nhưng mà khi măng nó trồi lên cao như này rồi nó đắng lắm các bạn. À, mình ăn thì ăn được cái phần lá, cái phần ngọn trên này này. Đây có con cua này các bạn. Đây là cua rừng. Chạy nhanh đấy. Đi nhỉ? Được nhiều cho em? Nhiều lắm, gần ống đấy, gần đầy chưa? Nửa ống rồi. Anh xem nào. Ui, chưa thấy gì. Cái ống to quá. Dài lắm. Nó chặt vào đấy. Mất công chồng em từ nè, ai bảo không có. Có. Mất đi. Vẫn còn, có một con. Hết rồi. Nó phải như là không có. Không có chỗ ở. 8, 5, 9, 5, 5, 5. Cái hương của em đâu? Đây. Đây này có. Đây mày ơi. Mày quá không trúng. Ui, con này khủng nhỉ. To thật đấy. Yeah. Siêu to khủng lồ. Hết rồi. Ít tủ lý tức có phần hoa mà nhỉ. Hết rồi. Mùa này chẳng nên mọi người, trước mặt chúng tôi đây là một búi lá rong. Lá này dùng để gói bánh chưng, gói bánh tét vào ngày Tết nè. Nhiều quá trời quá đất. Thắm ơi, có hai loại nhá. Có một loại là cái mặt bên dưới này là màu nó hơi trắng hơn ý, mà nó có lông ý. Cái loại này là loại gói. Loại đấy không gói được, loại gói này. Chặt lá về, đẹp nhỉ. Chặt về gói nhá. Hôm nào gần Tết mình làm một bó về gói. Hôm nào Tết bọn mình sẽ lên đây chặt cái lá này về gói bánh cho mọi người một xem nhé. Nhiều lắm em ạ, đi vào trong này bát ngát. Thế á? Nhiều lắm, lá to. Đi nhỉ? Con đây lên trong này, thấy không? Búi trong này. Ở đây, đến Tết đi lấy lá ra bán rồi đấy. Một lá đắt lắm. Lấy cho em kia. Cây của Thắm là có nhiều đây em ạ. Oh my god. Chị vừa nói xong. Đoạn chết vẫn ừ, còn đấy. Em xin được một con này. Thương rồi. Ô, cái này là con voi. Đoạn chết nó còn vẫn còn nó hoa kìa. Hết rồi. Mình ra muộn quá nhỉ. Hầu như là cây nào cũng được ra. Anh ăn được có. Sâu măng này mang về rang lên ăn rất là ngậy các bạn. Rất là nhiều chất béo. Không có tiền mua thịt thì ăn sâu măng thôi các bạn ơi. Ra hết rồi.
có duyên nhỉ. Đưa đây tôi chặt. Đây là cây măng nứa nhé các bạn nhé. Cây này thì không đắng, xào ăn rất là ngon. Ở quê rôn thì thường người ta hay nhồi măng, nhồi thịt ở trong, nhồi nhân vào ấy. À, xong rồi. Bây giờ là mình lấy một lần nó đau rồi nó mọc nhanh hả? Em thắm lên trên này lấy. À, đưa cho vàng hoa cho vào củi. Em một tay đây này, em thắm một bước của chị với. Thôi con sợ em béo. À, một cây cũng đang mọc đất này, chú thấy không? Đâu? Đây này. Ủa, đây này. Có một cây đang mọc đất đây nhá. Đấy. Cây đang mọc đất này. Chưa đi bốc. Này là măng nhồi ngon nhỉ? Ừ. Măng nhồi thịt. Măng làm nhồi ngon lắm. Đây là quả dâu da các bạn ạ. Dâu da nhưng mà chưa chín nhé. Cây này thì rất là ít quả. Chả biết làm sao mà năm nay nó không được sai như mọi năm. Đấy, trên này có một chùm nữa. Trên kia có một chùm nữa. Đây là quả sẹ các bạn ạ. Khu rừng này là một khu rừng mà liền kề với khu trang trại của John các bạn nhé. Có. Anh Băm không nhiệt tình rồi, hai Băm thầm. To. Để cho vào cái ống đi. Được mở ống đây chưa? Nào, rồi rôn xem. Cầm cái ống xem. Đây măng đây các bạn. Măng và sâu măng. Sâu thì cũng gần đầy ống rồi. Để chắc chắn sẽ được một đĩa to. Còn măng này thì nó về làm món măng nhồi nhỉ? Em Vàng Hoa nhỉ? Vẫn còn à? Úi! Sao vẫn còn một con sót lại, ăn lử. Đi. Sai nhá. 1000 cây mà. 1000 cây á? Wow. Dày quá. 1000 cây mà nhiều quả thế này chả thu được nhiều tiền lắm. Đây, xuống vòng tít xuống kia ra đằng kia mà. Cái này mấy năm rồi bác? Anh ra đây quay cái góc này này. Góc này bé lùn mà sao quả nhiều thế? To thật đấy, đều quả. Ừ, đẹp nhá. Không bị sâu, không bị đen màu. Quả này không bị sâu, không bị đen màu nhé các bạn nhé. Có mấy quả đẹp. Đẹp hơn. Cây này rất là sạch cây và không bị các bác không có đủ điều kiện để phun thuốc ấy. Mà vẫn rất là đẹp. Đây, đây có quả đẹp hơn này. Thắm ơi, ăn được. Thắm ơi. Anh Thắm sao lại có màu này đấy? Có màu mà, có màu này nó già lắm vậy. Nó không phải già đâu. Dưa gì hay nhỉ? Anh ơi. Đừng. Anh Dương ơi, quả đấy đó. Anh ơi, cho các bạn xem quả này này. Ố, quả đấy là quả gì? À, quả dưa này em biết rồi, quả dưa này dưa gì đấy? Quả này dưa vằn. Dưa vằn nhưng chưa chín. Anh ơi, biết hương nhà ai không anh? Đây là dưa vùng cao. Gọi điện xin nhá, xin cho em một hai quả về ăn. Ừ. Bởi vì nó khác dưa nên là nhìn nó. Đây một quả nữa này. Quả đây quả bên kia. Bây giờ mình dưa lên các bạn. Ôi, họ không ăn thử thối hết rồi chị ạ. Đây này thối một quả này. Thối hay là già? Dưa gì đây? Dưa gì thối? Đây một quả to đây này. Ui. Đây dưa. Đây một quả nữa này. Lấy đi. Lấy quả. Thì cứ lấy đi. Lấy gọi rồi. Thôi đi nhá. Đi về đi. Quả kê ra.
Lần đầu tiên vào hoa thấy có quả dưa mặn này nha các bạn nhé. Thối rồi mọi người ạ. Bên này nó bị già rồi nhưng mà em nói điều làm cái gì? Đây là nó thối nên em hái luôn nhá. Này. Ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm. Làm miếng đi. Mời các bạn đưa mọi người nhá. Dưa nhiều rồi. Thế em quả. Ngon lắm. Ngon lắm. Đây chú xin. Bác Dôn quay mặt em thế nào. Đây. Mời các bạn ăn dưa nhá. Dưa ruột nương siêu ngon. Mời cả mọi người nhá, rất là ngon. Dưa sạch siêu ngon luôn. Nói chuyện đi giường về ăn thì ngon. Dưa nương các bạn ạ. Dưa này ăn ngon hơn dưa chuột nhé. Mời tất cả các bạn ăn dưa cùng Dôn nhé. Ừ, hai con chó này đang mùi. Ừ. Chuột. Đây, tìm chuột. Bác 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 bác. Bên này chị cho ăn dưa hả? Bà em bị đắng quá nhỉ. Thế quả bí không phải rắn à? Đã bị con chó lừa rồi. Về thôi nhà các em nhỉ? Về em đeo á? Người ở phố có đeo được không? Nặng lắm ấy. Em thắm lâu lắm rồi không vào rừng các bạn ạ. Công việc hàng ngày ở nhà thì bán hàng, thì bán cà phê, này, trà sữa này. Còn em xin đây là làm salon tóc. Em xin sinh năm bao nhiêu nhỉ? 95 còn trẻ nhưng mà thế còn em Thắm? Giống như kiểu là đang xa em năm bao nhiêu? Em 98 mọi người ơi. 95 98. Hai vợ chồng trẻ nhưng mà rất là giàu ý chí để vươn lên. Mấy anh em đang hộ Dôn chặt mầm chuối về cho lợn rừng các bác. Lợn rừng thì rất là thích ăn cái mầm chuối như thế này. Ôi. Em An Nhiên sang đón bố mẹ rồi kìa. Các bạn ơi, đây là em bé con gái của Tới Ninh. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là bé An Nhiên, con gái đầu lòng của em, của vợ chồng em Thắm với em Xìn nhé. Bé An Nhiên ơi, chờ bác đã. Không bác lại quên đường về đấy. Nào, chờ bác đã nào. Nào, con ơi, con tên là gì nhỉ? Con tên An Nhiên ạ. À, ngoan nhỉ, trắng rồi. Hello. Hello. Xin chào. Đàn này là đàn khác á chị? Đấy là đàn con của con mẹ. Thế đàn này? Đàn này là đàn to, còn đây là con mẹ. Con nó cắn cho bao giờ chị cho ăn thế này? Con nó cắn. Này thì ngon dễ mà. Ngon hết. Lợn rừng của Dôn thì rất là thích ăn mầm chuối các bạn ạ. Bé An Nhiên có thích lợn rừng không nhờ? Tí nữa bác bắt cho một con An Nhiên mang về nhé. Mang về nuôi, nuôi làm cảnh nhá. Chào, chào khán giả đấy con. Chào khán giả. Con tên là An Nhiên. Con chào tất cả các cô chú. Mấy anh em đã về đến trang trại rồi, về đến nhà rồi các bạn ạ. Bác Hùng. Em và Hoa đang tranh thủ làm thức ăn cho gà và vịt các bạn. Bác. Bây giờ trời cũng đã chuẩn bị tối rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mấy anh em đang tập trung vào để nấu bữa tối các bạn nhé. A Lử thì đang giúp Dôn thịt con gà. Đây là gà được bắt từ trong chuồng trại của Dôn. Kéo này.
ngon nhỉ. Thảo Miên. Đây là món sâu măng vừa nãy mấy anh em đi kiếm được. Đang xào món sâu măng các bạn nhé. Món này nó ngon đấy. Và như vậy là bữa tối đã được chuẩn bị xong các bạn ạ. Rồi xin giới thiệu với các bạn là đây là món hoa chuối xào ngọn đu đủ. Và đây là thịt gà. Đây là món sâu măng. Sâu măng đây các bác. Đây là món măng luộc, măng rừng luộc. Đây là bí này, canh bí. Đây là thịt gà. Ở bên này một bát đu đủ xào hoa chuối nữa. Yeah, xin mời tất cả gia đình mình ngồi xuống ăn bữa tối đi nhỉ? Dạ, dạo bữa tối ăn 5 món á. Ăn vui đi. À, bé An Nhiên ngồi. Ngoan lắm nhỉ? An Nhiên ngồi bên này. Thôi, ra đây, ra đây. Đón đi, ăn xong rồi. Kìa. Yeah. An Nhiên ngồi bên này. Tao hoang mực. Yeah. Mẹ chân. Mẹ lại lần cho. Cái chân này. Ồ, nhiều xúc thế. Mua lúc ở mai bảo mẹ cho à. Thái đi lỡ cầm mua à lúc thay các cát rồi lấy nào mà phải chín nào mà nè cầm mẹ ấy ấy giờ là chỉ dầu nó chỉ tước dầu là ra là phải nó ra là phải nó cả cho như chỉ dầu mà sao lại chín nào đây mua cho không có tao cái rú tua này lử nó nè nhăn đỏ chân đỏ nó nút nhăn đỏ nó mua là nó lấy chân mà nó chua y đây con bác gái không ăn nữa là chị cũng không ăn hết. Thế chắc đây cho em ăn cả năm mấy bát này chắc còn không đủ em ăn. Thấy bác Hùng làm một bát ai làm ấy. Ôi thế còn bát thì em lấy không rót nước. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt ra uống đi. Bát này của em nó ăn hơi... cơm đấy nhỉ. Của em cay hơn à? Không phải, ý là em không không cắt cuối các kiểu nhìn nó hơi thô tí. Đây, để em cắt. Đây uống nước đi. Thưa quý cô chú anh chị em và các bạn, bữa tối của gia đình mình đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bây giờ John xin kính mời toàn thể quý cô chú anh chị em và các bạn dùng bữa tối cùng gia đình mình nhé. Mời các bạn nha. Xin mời tất cả các bạn nha. Ăn cơm nhỉ? Ăn cơm đi. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà ăn cơm nhá. Không, mời cả nhà ăn cơm. Đây bác của con đây. Ăn nhiên không biết mời à? Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô gì cho bác ăn cơm với gia đình John ở Vàng Hoa. Đây là gia đình anh Lử đó. Ăn cơm đi, cả nhà ăn cơm đi. Cái gì? Ăn như nóng cái gì? Không ngồi đây. Không ở đây á. Ai bắt ăn như ngủ đây đâu. Ui. Ui, chị thân này ngắm trên á. Ngủ cư đây. Cư à? Ý đang xong về mà. Không ngủ đâu. Ăn cơm đi, ăn cơm xong mới được về. Được đấy. Món này à? Con nhăng nhặng đang ăn cơm. Sâu măng này. Con ăn con gà nhá. Đùa anh Nhiên hả? Bác cho con con gà nhá. Con này, con này nhắm với món lá đu đủ này ngon nhỉ? Ừ. Ngon đấy. Bé An Nhiên thấy ngon không? Ấy à, ăn hẳn trên chân gà cơ. Em cho cái còng bé không ăn, bé ăn cái còng. Xin gà nhất nhà này. Mùa này con này rất ngon luôn. Đây là măng luộc các bạn ạ. Ừ. Mát lắm măng luộc này, chấm mát thật đấy. Dừ, hơi dừ. Ngon lắm. Đúng chưa lắm. Đi bên kia xa xa nguồn có trời, có đất. Đó, thế là hạch cả. Úi dồi. Các người. Thật ra nó kia kìa.
Mời hai anh em đi nhở. Chúc hai anh em luôn mạnh khỏe nhá. Mì tư mua đẹp rồi mẹ à, hỏi mì tư. Thôi em ăn ngay ăn cơm á. Nam má xua in gì cơ? Nam má cơ. Cá chín nam má nè. Ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Nam má thèm mà hầu á. Nam má thèm mà hầu á. Em mình chỉ con nó chỉ đáo điện má. Như là hầu lên. Hầu tầm nó phụ tầm má là. Hôm nay được lên thăm anh chị. Được đi thăm chị Hồng Anh nhé. Em xin ạ. Đến thăm anh Dô với cả chị Vàng Hoa này. Tiếp gái toàn là Sơn Hào, Hải Vị, Hải Dừng, Hải Dừng. Hoa chắc là ăn đùi nhỉ? Vâng, em xin. Con... cả nhà ăn no rồi nhá. Sông măng thì em lại không ăn nhỉ? Con sông măng đắng đắng như kiểu măng đắng chị ạ. Cái này cho bạn Dôn nhá. Đấy, chị Hồng bảo là con sông măng này là nó ăn đắng đắng, nó cũng đắng. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là vợ của A Lử ạ. Công nhân. Em tên là Hồng, còn đây là Lâm. Hôm trước thì video trước thì mình có quay đi nhổ cỏ lúa đấy. Có rồi. Anh mời hai vợ chồng nhá. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nhá và luôn luôn thành công trong công việc kinh doanh. Vợ chồng em cảm ơn bác Sơn nhá. Nếu chúc có dịp. Bác Sơn nhiều thật là nhiều sức khỏe và anh. Nếu có dịp anh sẽ ghé qua cửa hàng của hai vợ chồng em để tham quan. Vâng. Bắt đầu ăn đuối nhỉ? Ăn cái chân gà xong ăn đuối. Dùng đi. Nói. Ăn đi hai vợ chồng tịnh em đi. Ăn no. Phải ăn no mới xuống mới được. Ai nó khỏe nhỉ? Đây là thịt gà đồi. Bác Dương trổ tài. Ăn ngon rồi nhạc. Không đáng quá mà nó nhạc nhạc. Con ăn một tí nữa, con ăn thơm ạ. Ở trên đồi ăn ngon hơn nhà luôn. Ngon hơn. Ngon nha. Vâng.